Monero quay trở lại với channel của mình là Bisugui đây. Và chào Monero quay trở lại với cái series mà Bisugui chơi đất cho chân lý mùa 500 năm rồi năm ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em tiếp thêm một cái build cũng như là một cái sức mạnh thật sự là bá đạo của con Senna một tiền này. Chắc anh em cũng đã chưa biết con Senna một tiền này nó carry mạnh như thế nào đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ thử nó với Senna 3 sao cộng ít 3 quyền trưởng nha. Thì những con khác mà trong cái meta này á, thường là con Hammer nè, con Timo nè, hay là con Rakan, Mip và tôi các kiểu á, thì hầu như là tụi nó xài được có một cái quyền trường thôi em mà. Tại vì đâu ai rảnh đâu mà lắp 2-3 cái. Nhưng mà riêng con Senna ngày hôm nay á, thì mình sẽ thử cho nó là 3 cái quyền trường nha. Để xem thử sức mạnh của nó thật sự là như thế nào. Với lại khi mà nó chói á, một phát á, là dính hết cả bầy em mà. Cái thằng nào mà bị chói trúng á, là xui nha. Tại vì nó sẽ nhận 100% sát thương luôn, cũng như là chói tận 3 giây. Và con xe này nó bắn á, là nó sẽ bắn thằng xe nhất. Đó, nó chói. Thằng nằm đứng cạnh bên đó là nhận hết sát thương luôn. Giả bộ tầm 5 thằng đúng không? Đứng cục đó, xe này nó chói chúng một thằng thôi là 5 thằng còn lại nhận hết sát thương. Trời ơi, nó chói một phát thôi nha là one shot hết. Tất cả những con này mà mang kiểu như là Senna mà ba quyền trượng này á, thì thực sự là con nào mang ba cái quyền trượng này đều có khả năng one shot được hết đó. Từ con Raka, Mid Fortune hay là cả những con Irelia các kiểu luôn á anh em mà. Bắn thật sự rất là đau. Tại vì nó cộng dồn sức mạnh phép thuật vô hạn mà. Hồi trước thì nó còn cái hắc ám á, cộng máu. Chứ giờ đây là quyền trượng thường thôi. Cộng một phát là ít 3 lần. Nó cộng dồn ít 3 lần. Hơn là trận này mình chưa có quyền trượng ánh sáng á nha. Thôi là nó đau hơn nữa rồi. Không kiếm chơi Senna à. Bỏ cái Senna ra liền ông ơi. Còn cái chó này nè. Đó. Cái này mới là 2 sao với là 2 quyền trượng thôi. Thế nên mình kết hợp chung với 6 vệ binh nữa. Hoặc là 9 nữa nếu như mà được. Thì nó sẽ cộng thêm được rất là nhiều buff khác nhau, như là tốc đánh, đam hoặc là sức mạnh phép thuật các kiểu á. Mình chủ yếu là lấy cái tốc đánh thôi. Trong xe này nó bắn nhanh hơn, nó cộng dồn mana thôi em ơi. Cho mình nha, cũng như là bấm đăng ký kênh đó. Đó là nguồn động lực rất là lớn luôn cho mình tiếp tục thực hiện những video thật là chất lượng hơn mỗi ngày. Và gửi tới cho tất cả anh xem nha. Mình đang cố gắng roll Senna 3 sao level 5 đây. Con này tốn một tiền á, nên nó sẽ lên được 3 sao khá là sớm. Khi mình roll Senna mình cố gắng mình roll mấy con vệ binh khác nữa anh em. Tí nữa dắt vàng đội hình vệ binh này luôn nếu như mà được. Ok, ba ra được nhiều nè. Ire cũng ra nhiều nè, Rakan cũng ra ok nè. Cái con Ire khi mà đi chung với cái đội hình vệ binh với lại là chiến binh á, là nó một vị tướng là vừa có thể tăng cơ được rất là tốt, vừa có đam luôn, khá là ảo đó nha. Anh em đưa ra khá là nhiều ý tưởng về con Senna này á. Senna x 3 quyền trượng nè, rồi Senna 3 Sojin nè, để coi thử nó chói liên tục như thế nào. Thì mình cũng cảm thấy khá hợp lý. Chừng nào rảnh mình làm luôn nha. Mình đã đăng về đồ dị nè, meta nè, cũng như là thử thách đó. Anh em nào mà chưa kịp xem hoặc là chưa xem được thì có thể ghé lên kênh của mình xem nha. Hoặc là anh em có thể search trên YouTube á, search Bisugui kèm với những ý tưởng đó của anh em là được rồi. Đó, thì thiếu đồ tăng thì mình lấy đồ tăng cho anh em. Không có gậy hay là không có nước mắt thì không lấy được cái gì rồi. Những con một tiền mà carry đang tốt hiện nay thì mình nghĩ có thể là có con Senna nè, con Olaf nè, hai con tướng mới á, carry cũng khá là ok. Còn những con tướng cũ thì chắc anh em cũng đã biết rồi đúng không? Mình đã làm rất là nhiều meta về những con tướng một tiền mà có thể carry được ở mùa năm rồi á. Mùa này thì vẫn xài được ok hết, không sao nha anh em. Rakan đồ đẹp không? Rakan đồ này cũng hơi bị trâu á. Được cái là Senna nó cầm đồ này nó bắn hơi chậm thôi. Tích mana nó hơi lâu thôi. Nhưng mà lên tầm 3 sao nó bắn nhanh lắm nha. Đó, anh em thấy không? Nó chối con Ash nha, mà con Vay này đứng cạnh bên là cũng chết luôn. Khi mà cái sát thương nó lan ra nó cũng không có mất đi nhiều anh em mà. Hồi nãy mình thấy nó chối con Ash đó là tầm 600 bảy mấy đam hay sao á, mà nó lan ra bên cạnh con Vayne là 500 mấy chục đam rồi. Mất tầm có mấy phần trăm hoặc là mười mấy phần trăm thôi. Mất không nhiều cho lắm. Vẫn đâu đó. Kiểu như mà nó đứng một cục mà bu lại bắn một phát là chết hết luôn là cái thiệt đó anh em mà. Không phải là đùa đâu. Sát thương lan mà. Thằng nào mà bị chói trúng đầu tiên á là thằng đó nhận 100% sát thương cộng với thời gian là 3 giây chói. Còn cái thằng nào mà đứng cạnh cái thằng bị chói đó thì nhận sát thương thôi. Rất gậy không đây, rất gậy đây nè. Tí nữa tôi khỏi cần phải mất công đi fix máu tôi lấy gậy coi. Lạ nước mắt anh em mà. Nhưng mà phải fix máu đi lấy gậy rồi. Ui Rakan ra nhiều quá ta.
Senna nè, Neko luôn nha anh em. Mình cũng không có muốn Ron nữa tốn tiền quá. Muốn lên cấp à. Hồi nãy giờ lúc đầu đến giờ là mình cũng tốn khá tiền cho cái việc mà Ron tướng Senna này rồi. Bây giờ mình đang khá là thọt cấp với người ta, muốn mà giữ được cái top 1 như này thì phải lên cấp sớm thôi. Mình là kiểu như chơi slow roll mà không có giữ máu được lúc đầu game thì vứt thôi. Ui ông này Olaf đồ kìa, giết nổ không trời. Đây Senna 36x hai quyền trưởng trước nha, để xem thử nó bắn như thế nào nè. Cũng được đấy. À đúng rồi, nếu như mà tí nữa muốn con Senna này nó có tốc đánh á thì rất là dễ, chỉ cần cho nó hưởng cái búp vệ binh là được. Ui thằng Olaf này nó bị điên à anh em. Quay. Ui xài. Senna nó chốt một phát 1200 đam. 1200 đam. Ui có gậy luôn. Đủ đồ luôn cho em nó chứ gì nữa. Quay của Senna nó chốt một phát 1200 đam mà máu của Olaf mình nhìn không nhầm là có gần 2000 máu à. Nó chốt một phát sắp chết luôn. Mình sẽ cố gắng mình up cấp lên xong rồi mình bỏ 6 vệ binh vào nha. Tại vì khi mà 6 vệ binh này vào là Senna nó có thể rất là được là búp tốc đánh nè, búp thêm đam nè, búp thêm sức mạnh phép thuật nè, cũng như là sát thương vật lý nữa. Mà chủ yếu quan trọng nhất là mình cái tốc đánh của vệ binh này thôi, còn cái tốc đánh thôi anh em ơi. Cái vệ binh này nó sẽ búp tốc đánh cho những con nào mà có phần trăm máu cao nhất hay sao á. Cái này mình cũng không nhớ nữa. Ui lại là ác quỷ à. Giờ này cái meta ác quỷ. Ui anh em thấy không, chúng một phát gần cúp hết luôn. Phát nữa nè. Ui hợp lý chưa. Wow, một phát đi bốn đứa, gần 12.000 đam. Một mình con Senna làm hết luôn anh em. Mình con Senna đam hết luôn. Wow, anh nói Senna là yếu đâu. Nên mình mới nói với anh em rất là nhiều lần ở những video khác á, là có thể những cái meta đồ dị hoặc là những cái video, những cái đồ hình mà anh em đang chế ra đang chơi á, có thể lúc này nó chưa là phải là meta, nhưng mà chỉ cần nhiều người biết một chút hoặc là nó mạnh thật sự á thì nó sẽ là meta thôi. Hiện tại thì còn rất là nhiều meta hot mới và cũng như là mình chưa làm á, nên anh em nào muốn theo dõi thêm những cái meta để lưu răng thì cứ bấm đăng ký kênh mình nha. Mình sẽ cố gắng mình cập nhật liên tục và gửi tới cho tất cả anh em sau. Ủa trận này em chơi Senna nhiều quá mà mình vẫn là được Senna 3 nè, ảo ma chưa. Mới vào đội chói luôn mà. Những con nào mà cầm x3 quyền trưởng này á là hầu như là mới vào đội chói được hết luôn á anh em ơi. Đó, mới vào là hầu như là sạch skill được hết nha. Mang 3 cái quyền trưởng này là 3 cục mana rồi, với lại là mana gốc của nó có sẵn nữa. Nó cộng một phát là đầy cây mana, mới vào là sạch skill luôn. Nên mới vào là nó đã được x3 cái sức mạnh phép thuật rồi. Mạnh lắm anh em ạ. Với lại là lúc đầu game mà mình buông tiền sớm á, mình mạnh hơn người ta lúc đầu game đường tí, nên mình sẽ cố gắng mình snowball. Này lấy cái gì cũng được anh em ơi. Nếu mà Galio thì ok cũng được. Kích stop vệ binh luôn. Không thôi. Rồi xong mất Galio luôn. Galio luôn. Rồi hồi nãy rao trước á thì kiếm một cái gậy không ra. Giờ con cây lê cầm gậy, nóc tuân cầm gậy, hai cái gậy không ai lấy luôn. Ảo ma thật sự. Thêm một cái quyền trưởng nữa đây. Đó, đội hình siêu quyền trưởng luôn. Đội hình này là con nào cũng xài được quyền trưởng nha em ơi. Senna, Midfortune, Rakan, Bai đều là bốn con mà sử dụng cái quyền trưởng nó rất là tốt nha. Mình có làm cái vít Rakan 3 sao x 3 quần triệu rồi đó. Carry nó cũng ác liệt lắm chứ nó không phải là dạng vừa đâu. Anh em nào chưa xem thì đã lên kênh YouTube của mình xem lại nha. Đó, chỗ một phát là quanh sọt liền. Thằng nào mà đứng cạnh thằng bị chói là xui. Như này nè, như này nè anh em à.
đó, chỗ 1.700 đa một lần, 1.700 đa một lần, mà anh em cứ x4 lên đi, x4 lên đi, một lần chó lại nhiều đam, cứ nhân 3 nhân 4 đam lên là được. Anh em ơi, 6 và bên 3 pháo thủ Lali và 8 nữa là đủ đồ, đủ búp, đủ tướng luôn, kẹp một pháo thủ nữa là đẹp, còn không thể kẹp thêm tăng là ok. Độ hình mình đang khá là thiếu tăng khi mà Rakan chưa lên được 3 sao nha, đang thật sự rất là thiếu tăng anh em ạ. Mấy tăng này không biết tăng được bao lâu đây. Đây 6 vệ binh là được 1.000 lá trắng, 120% tốc đánh trong vòng 2 giây tồn tại nha. Và cái búp vệ binh này là nó chuyển liên tục qua anh em ạ. Nó chuyển con này xong đó, nó chuyển qua con khác xong đó, nó chuyển qua con những con mà chưa nhận được đó. Thấy không, Senna là mới vào nhận được búp vệ binh luôn nè, 120% tốc đánh mới vào luôn anh em. Úi xồi ôi, Aphelos với chúng tôi cứ một chó là cúp luôn. Thấy không, mới vào lại xe này được nhận thêm 1.000 lá trắng ảo, 120% tốc đánh. Bắn càng nhanh là chó càng nhiều thôi gì đâu. À mà vô mà gây đam dùm con Senna này nữa thì ngon, cho nó lên mana cho nó nhanh. Cái này Renoco này ngon anh em ơi. Cái này Renoco thì mình cố gắng mình kiếm ra canh 3 luôn cho nó tăng cho một tí á, cái độ hình tăng của. Nếu mà có Galio thì cũng được, mình bỏ Olaf ra hoặc là chỉ có thể bỏ Olaf thôi. Ui, Mr. Fortune lên được 2 sao luôn à, lẫm tướng lên được 2 sao luôn anh em, không còn roll. Còn tận 7 người sống. Ok, mình với ông top 2 đang chủ thắng. Giờ muốn giết được con Senna này thì chỉ có thể bài là Nocturne thôi, Nocturne hoặc là Lucian mà nó xoáy một cái hàng của mình chết hết luôn á thì mới đụng được tới con Senna này. Bây giờ muốn bắt con Senna này cũng hơi khó nha. Mới vào là nó được tăng quá nhiều buff luôn á anh em. Con này mới vào là thả skill luôn, mới vào là thả skill luôn, chết như cái hàng tay bạn nè, nhìn nè. À, mới vào thì hơi yếu, thải hơi yếu, nó chưa tích được. Nè, một lần nữa nè. Úi xời. Cúp luôn. Quan sọt nè anh em. Đó. Thải 1 được 2, 1.700 đam một lần, x7 x4 đam lên là được. Này li vào 8 hơn 50 tiền à. Giàu quá giàu ơi. Điều này anh em thích chơi kiểu mà Historia á, bài đó mạnh VL. Giờ pháo thủ thì còn bắn con tướng cùi không? Để cho nó tự ra luôn em ơi, mình cũng không cần roll cho lắm. Nếu mà ngon nhất thì là 9 vệ binh chứ tầm 4 pháo thủ mình cũng không có quan trọng cho lắm nha. Tại vì pháo thủ nó chỉ là đam của đam tay với lại là sát thương vật lý thôi. Còn mình là còn đam phép hơn, tốc đánh hơn anh em. Mình đang rất là cần tốc đánh cho con Senna với lại là cộng thêm sát thương pháp thuật chứ không có cần thêm đam vật lý cho lắm. Ok. Trời ơi. Chỗ một phát 3.000 sát thương phép anh em à. Cái thằng chúng đầu tiên là 3.000 sát thương phép. Ui, thắng nổ không ta? Mà sao? Chó phát coi. Mà sao?
vẫn win được, vẫn win được anh em. Ok ok ok, vẫn mạnh vẫn mạnh vẫn mạnh. Hôm nào chơi ác quỷ có cái ác quỷ nhân tạo sướng quá kìa. Nó ra đúng một cái biến thể ác quỷ anh em, cay thật chứ. Mình thì là đang rất là còn vệ binh nha. Mình mà có biến vệ binh đó là mình chơi được 9 vệ binh luôn á anh em à. Tại vì mình cũng lên được sắp lên level 9 rồi. Và mình còn đang giữ những con mà vệ binh gốc luôn á, như là Senna các kiểu á. Muốn chơi 9 vệ binh đó thì anh em cần phải giữ những con Senna nè, hoặc là Olaf nè, tướng 1 tiền á. Và đây rất là khó kiếm mà mình đồ hình thì mình lại có hết. Biến vệ binh thì đẹp. Ui, As 3 rồi, trận này anh em bay sao nhiều vậy lờ, ông kia Olaf 3, ông kia Chitina 3, As 3, Yara 3. Quá trời quá đất. Ông này Zista 3 nữa nè, Kennen nữa nè, Lulu nữa, wow. Mới vào chói luôn, cúp Bobby liền. Bắn nhanh ông anh em, 120% tốc đánh cộng thêm đó. Bay nhảy hả mày. Đi luôn. Đang đợi kiếm ra canh bay sao mà từ đầu game roll được 6 con, tận bây giờ là nó không ra thêm một con nào được nữa luôn á. Lucian cũng không ra luôn. Pháo thủ nó cũng không ra luôn, cay thật. Không ra một con đào bồi gì luôn. Ủa đồ hình là trâu nè anh em à. Long tộc kết hợp với xạ thủ nè. Em phải lốt đồ chuẩn quá. Thua rồi. Thua rồi, chết anh Senna anh em ơi. Anh Senna chết sớm mà bị sóc đam chết luôn mà. Ui, 5 năm tộc sướng chưa. Neko này, Neko mình lên level 9 mình roll kiếm 5 tiền 2 sao bỏ vào. Hoặc là kiếm được Rakan 3, mấy Rakan 3. Rakan 3 là ngon luôn á, này mở Rakan 3 đồ lận. Không Neko à. Ok, không lên được 3 thì bán thôi. Tôi nghe Leo thay nè. Ok. Cho đồ này nó tăng châu một tí á anh em. Sợ thua cái ông này thôi. Trời ơi, ai sao với chúng tôi một chó cúp luôn. Vẫn thua à. Ông này có Aphelos chất lượng quá anh em ơi. Ơ thắng không. Ui anh em ơi, con bò được cái búp vệ binh. Con bò được cái búp vệ binh cắn đâu vải trưởng à. Thề ôi Lucian 2, Lucian 2. Vệ binh à, không cần anh em ơi. Chơi 9 vệ binh thì bỏ vào, chứ chơi 6 vệ binh thì không cần Einstein cho lắm. Đồ hình ông kia 5 tiền 2 sao nhiều quá gì ông nội. Bớt một tí. Yuri sắp 3 luôn kìa. Này cũng level 9 luôn à.
Ui, một chó đi ba thằng anh em. Phải là như vậy. Ui, đây sư. Mạnh thật. Trời ơi, một chó 2.000 đam. 12.000 đam với con Senna một sao này. À lộn, 12.000 đam với con Senna một tiền nhá. Một sao thì hơi sợ chó một tí. Không biết pha tuần của mình nó đang bị dư búp nè anh em à. Không biết pha tuần của mình nó đang bị dư búp nè. Ui, ông kia bán Lucian thay vào con Aisan rồi, chết mẹ rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Aisan nó mới đột biến đó, Aisan nó mới đột biến đó. Hôm nay mình lên được con Iri 3 cũng hơi mệt nha. Ui, nó chốt một phát kìa, cúp hết luôn mà. Ui, mạnh thật sự á. Olaf với chúng tôi. Trời ơi, Olaf cũng one shot thôi. Olaf cũng one shot thôi. Ui, biến vệ binh hai cái luôn hả? Mình với ông này đều đang chơi vệ binh luôn anh em ơi. Lại có hai cái biến vệ binh. Ông kia không cần hả? À? Không cần thôi mình lấy thôi, lấy Aisan thôi bạn ơi. Mà không có rồi. Đây 7 nè, đây là 8 nè. Hai bán cái này không biết cái thắng nổi không ta. Má hơi sợ sợ đó. Cái đồ mình nó giấy quá anh em ơi. Mặc dù là chính vệ binh đó nhưng mà không biết nó có mạnh thật sự như mình tưởng hay không. Là nó sẽ yếu hơn chút. Ơ à. Lại nữa rồi anh em ơi. Cái mạng buổi tối này của mình. Cái mạng buổi tối này của mình anh em. A3 giờ này mạng lát vòi lờ thề. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Vẫn quẩy được, vẫn chơi được anh em. Quên luôn. Ok và GG tất cả đây nha. Tạm biệt anh em, hẹn lần sau. Hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.